Ngày 5 tháng 8, Đảng bộ huyện Tân Biên tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thùa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Biên qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 2.700 đảng viên thuộc 54 chi đảng bộ cơ sở trên toàn huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế chính trị xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 6 trên 9 xã, trong đó có 3 xã biên giới. Bộ mặt nông thôn đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Với mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới là tăng cường xây dựng trình đốn đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, quyết tâm đưa huyện Tân Biên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12 trên đại hội Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, thông qua nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã nhất trí thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xây dựng trình đốn Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, huy động nguồn lực để mạnh phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh, quyết tâm đưa huyện Tân Biên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Biên. Ông Nguyễn Thành Tâm cũng nêu ra 4 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Đảng bộ huyện Tân Biên cùng thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, cần cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững mô hình sản xuất nông nghiệp sạch Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, công nghiệp chế biến hàng nông sản, công nghiệp thân thiện với môi trường, phát huy lợi thế kinh tế biên mậu, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại kinh tế cửa khẩu, nhất là khai thác tối đa các cửa khẩu quốc tế, quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hạ tầng phục vụ du lịch, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12 gồm 39 người, ban thường vụ 11 người, ủy ban kiểm tra huyện ủy 6 người. Ông Thành Từ Vũ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy khóa 11, tái đắc cử bí thư huyện ủy khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Ông Đặng Văn Nghĩa và ông Huỳnh Minh Lý được tín nhiệm bầu giữ chức phó bí thư huyện ủy. Ông Đỗ Hoàng Nam được bầu làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025.